Đối với mình, chào khán giả của VTV sau đây là một số tin đáng chú ý trong ngày dù bị chống tổng thống Trump vẫn mời tổng thống Putin sang thăm Mỹ. Cuồng phong ở Iowa làm 17 người bị thương và nhiều nhà cửa bị thiệt hại. Và Vietnamnet bị phạt 50 triệu vì dẫn lời sai chủ tịch nước Trần Đại Quang. Thưa quý vị, không chùn bước trước những chỉ trích liên quan đến cuộc họp thượng đỉnh của mình Helsinki Phần Lan hôm thứ hai vừa qua thì ngày hôm qua Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh cho ông John Bolton, cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ, chính thức mời ông Putin sang năm Mỹ vào mùa thu năm nay. À, tin này được bà Sarah Sanders, phát ngôn viên tòa ốc, xác nhận qua một Twitter và cho biết hai bên đang làm việc liên quan đến các vấn đề à, phối hợp đi như nào, vấn đề an ninh chung quanh cho tòa, tòa ốc ra sao. Tổng thống Tâm có tweet ra như sau là ông sẽ cần phải có một cuộc họp thứ nhì với lại ông Putin để bàn cái việc gọi là ở những cái mà gọi là thi hành những cái mà hai ông đã có nói chuyện trong cuộc họp ở Helsinki. Ví dụ như các vấn đề liên quan đến khủng bố, an ninh cho Israel, hòa bình ở Trung Đông, Ukraine, Bắc Hàn và nhiều nữa. Và ông còn viết thêm là có nhiều câu trả lời một số dễ một số khó đối với các vấn đề này. Nhưng tất cả tất cả viết hoa sẽ được giải quyết và tôi mong có một cuộc họp thượng đỉnh thứ nhì để chúng ta có thể bắt đầu thực hiện một số vấn đề đã được thảo luận à, trước khi gặp ông Putin tại Helsinki, thì ông Trump cũng đã từng gặp ông này ở tại Hamburg, Đức trong hội nghị thượng đỉnh G20 và gặp tại Đà Nẵng, Việt Nam trong hội nghị thượng đỉnh APEC vào tháng 11 năm 2017. À, một cái cơn cuồng phong à, đi qua gọi là một cái thành phố ở bên tiểu bang Iowa làm cho 17 người bị thương và làm coi như là thiệt hại rất nhiều, nhiều căn nhà coi như bị cái là san bằng luôn, ít nhất là ba cái thành phố cư dân ở cái vùng này, cái chẳng hạn như thành phố Marshalltown, Pella và Bondurant đều bị ảnh hưởng. Có 10 người bị thương ở tại thành phố Marshalltown, trong khi đó có một trí nghiệp ở gần Pella cũng có người bị thương nhưng mà không ai bị thiệt mạng cả. Cơ quan dự báo thời tiết của Iowa cho biết là Uh, sẽ cũng còn những cái gọi là cuồng phong trong những ngày tới nữa và có thể có báo luôn Nhưng mà tuy nhiên nó sẽ nhẹ hơn uh, Marshalltown là một thành phố chỉ có 27.000 người thôi uh, Cách Des Moines ở Iowa khoảng 50 dặm về phía đông bắc uh, Có vẻ là bị nặng nhất Có những cái, cái tường gạch bị đổ xuống thưa quý vị Rồi uh, có một cái tòa nhà uh, cao đó là uh, Một cái tòa nhà gọi là tòa án đó Bị đổ xuống là rớt xuống tới 175 feet từ đỉnh cao mà rớt xuống rồi đó là những cái mà uh, nguy hiểm nguy hại uh, xảy ra do các cuồng phong ở uh, tại uh, bên uh, Iowa ở trong nước Việt Nam thưa quý vị vài ngày sau khi báo tuổi trẻ online bị cấm đình bàn trong 3 tháng vì hai cái tội thứ nhất là trích lời ông uh, Trần Đại Quang nói ủng hộ luật biểu tình thứ hai là theo như, như trong nước nói là có những cái bình luận gây chia rẽ khối đoàn kết dân tộc họ bị phạt 170 triệu đồng và bị đình bản cái cái ấn bản online 3 tháng. Họ nói rằng Trần Đại Quang không nói chuyện này. Thì bây giờ đến báo tuổi trẻ hôm ngày 19 tháng 6 cũng đăng cái bài với tựa đề là chủ tịch nước sẽ báo cáo quốc hội về luật biểu tình. À, thì bây giờ bị phạt 50 triệu đồng theo cục báo chí uh, cho biết như thế là ông Lưu Đình Phúc là ông cục trưởng của báo chí ký lại. Uh, văn bản của thông tấn xã cũng khẳng định trên thực tế tại buổi tiếp xúc cử tri ở Sài Gòn ngày 19 tháng 6 chủ tịch Quang không phát biểu như nội dung thông tin trên báo Việt Nam Net đã nêu thì cái này thứ vị Việt Nam Net cũng là trào báo web tuổi trẻ online là web nhưng mà tuổi trẻ online thì là trực thuộc thành đoàn ở Sài Gòn uh, và thành ủy còn Việt Nam Net là trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông thì có nhiều dư luận nói tại sao uh, tuổi trẻ lại bị cấm uh, phát hành 3 tháng trên online mà sao Việt Nam Net không bị thì đây là những cái dư luận nó thứ nhất là tuổi trẻ sẽ bị hai tội <laughs> cái thứ hai nữa cái mức độ mà người đọc báo tuổi trẻ nó gấp 10 lần hoặc cả chục lần mấy chục lần so với Vietnamnet thành ra người ta cho rằng người ta cho rằng các nhà phân tích cho rằng cái mức độ tuổi trẻ nó nặng hơn bởi nhiều người đọc hơn ngoài việt nam nét ít người đọc hơn cho nên nó nhẹ nhưng mà cũng có một số dư luận nói là tại việt nam là của bộ 4 t tức là bộ thông tin và truyền thông cho nên chúng tôi không phạt còn bộ còn báo tuổi trẻ thì không trực thuộc chúng các bạn mà rồi cũng có một cái dư luận khác nữa cũng là hai báo lại phải cả nhưng mà có vẻ như thế này là dành mặt cái tờ báo lớn nhất ở sài gòn là mấy anh đừng có lộn xộn với chúng tôi thì đó là những cái dư luận mà người ta đưa ra chung quanh những cái chuyện này và đó là những gì đáng chú ý trong ngày hôm nay cảm ơn quý rất nhiều chúng tôi xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới